người kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu. Tôi lạc quan như đám đông, hò reo hy vọng trước trận bóng. Mong Việt Nam đạt chiến thắng, dẫu biết khó khăn nhưng có thà hơn không. Đôi lúc bóng bay vào gần lưới, ngừng thở khi bóng vào bên trong. Hò reo vui mừng theo cảm xúc này, người lạ ơi bạn có như tôi không? Để người hùng Việt Nam trên sân cỏ, hàng triệu con tim đang hướng về nơi họ, để họ đủ tự tin để chiến thắng mà người hâm mộ bóng đá đã mang cho. Chỉ một lần thôi, ghi vào lịch sử bóng đá châu Á. Việt Nam ơi, tiến lên giành cúp vô địch có được không? Việt Nam ơi, cố gắng đi vào vòng trong, hàng triệu con tim. Đình Trọng, Xuân Mạnh rồi Văn Thanh, Duy Mạnh, Công Phượng, Quang Hải cả Đức Huy, Xuân Trường Văn Đức quá sức. Chỉ cần chơi đúng vào thực lực, dõi theo bước chân trên sân cỏ, người nước nhà ủng hộ đội Việt Nam. Dẫu thua thế mọi người đừng từ bỏ tinh thần chung sức cũng như những việc làm. Dẫu thua thế mọi người đừng từ bỏ tinh thần chung sức cũng như những việc làm. Đã bao năm Việt Nam phải thất bại, đã bao lần hy vọng được đắng tay. Đặt niềm tin vào những người hùng trẻ để màu cờ tổ quốc được tung bay. Chỉ một lần thôi, ghi vào lịch sử bóng đá châu Á. Việt Nam ơi, tiến lên giành cúp vô địch có được không? Việt Nam ơi, cố gắng đi vào vòng trong, hàng triệu con tim.